Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý, các doanh nhân, hội viên, sau đây là chương trình văn nghệ chào mừng hội nghị toàn thể hội viên Hội Văn hóa Doanh nhân thành phố Hải Phòng. Mở đầu chương trình văn nghệ chào mừng, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với bài hát Mùa hội doanh nhân, lời thơ Huy Hồng, nhạc Nguyễn Kim do Top Ca Nam Nữ, Trung tâm Thông tin Truyền thông và Tổ chức sự kiện Hội Văn hóa Doanh nhân thành phố Hải Phòng thể hiện. Chiến sĩ sẵn sàng công cuộc dựng xây Hải Phòng sáng đẹp từ nay, doanh nhân văn hóa chung tay xây đời. Doanh nhân vẫn hay xây làng, chiến sĩ sẵn sàng công cuộc dựng xây Hải Phòng sáng đẹp từ nay, doanh nhân văn hóa chung tay xây đời. Khó khăn vất vả người ơi, chiến tranh đã trải ngại gì gian nan, phồn hoa đã mở rộng ra, phát huy truyền thống đi lên sổ vàng, tuổi nhập học xưa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
động viên Huy Tuyên và Thúy Mùi đã từng đoạt nhiều huy chương vàng tại các kỳ thi quốc gia tổ chức tại Hà Nội, Ninh Bình, Cần Thơ. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay. Mời quý vị chúng ta cùng đến với bài hát Người Về Thăm Quê do doanh nhân ca sĩ Thúy Hường thể hiện. Vẫn nhớ tới quê hương, người về đây thăm làng chùa quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo. Vì suốt cuộc đời mới được thăm quê hương, gặp lại tiếng dệt vải, gặp lại dòng trăng đêm trăng cha động thơ, gặp lại tuổi xuân khi nghe hát đỏ đưa. Hồ Chí Minh, người về thăm quê mang theo bao kỷ niệm.
đi xa là ngàn ngày mong đợi và ngàn năm không quên. Súng động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương cánh vọng đưa xuống tiếng ngọt ngào. Đi suốt cuộc đời mới về thăm quê hương, gặp lại sắc hoa của màu cờ đỏ, gặp lại tình người trong trắng. Kết thúc chương trình Văn nghệ chào mừng, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với bài hát Trên công trường rộn tiếng ca do doanh nhân ca sĩ Khánh Hà và Minh Tuấn đến từ Trung tâm Thông tin Truyền thông và Tổ chức sự kiện Hội Văn hóa Doanh nhân thành phố Hải Phòng thể hiện. Anh cùng em đi ra công trường,
đẹp trong muôn câu ca. Ban tổ chức xin được cảm ơn những tiết mục văn nghệ đặc sắc do tập thể, các doanh nhân, ca sĩ đến từ Trung tâm Thông tin Truyền thông và Tổ chức Sự kiện Hội Văn hóa Doanh nhân thành phố Hải Phòng thể hiện trong chương trình văn nghệ chào mừng hôm nay. Xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các doanh nhân, doanh nghiệp. Hôm nay trong không khí những ngày hè tươi vui trên thành phố cảng Hải Phòng, Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, ra mắt nhân sự mới và sinh nhật hội viên quý 2 năm 2024. Tham dự chương trình, ban tổ chức trân trọng giới thiệu. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Lê Văn Quý, nguyên thành ủy viên, chủ tịch Hội Liên lạc Việt Kiều thành phố Hải Phòng, trưởng khối thi đua các hội văn hóa xã hội hai thành phố. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của kiến trúc sư Nguyễn Xính, chủ tịch Hội Văn hóa Doanh nhân thành phố Hải Phòng. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các ông bà phó chủ tịch hội, các ông bà ủy viên ban chấp hành hội, các trưởng phó đơn vị trực thuộc hội cùng toàn thể doanh nhân hội viên Hội Văn hóa Doanh nhân thành phố Hải Phòng. Chúng tôi cũng xin cảm ơn sự có mặt của các doanh nhân khách mời ở các đơn vị bạn bè đã có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta cho một tràng pháo tay. Cảm ơn. Bắt đầu chương trình, ban tổ chức xin trân trọng kính mời kiến trúc sư Nguyễn Xính, chủ tịch Hội Văn hóa Doanh nhân thành phố Hải Phòng phát biểu khai mạc hội nghị. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể hội viên Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng. Bước vào hội nghị toàn thể hội viên Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng ngày hôm nay, lời đầu tiên cho phép tôi được nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể quý vị hội viên Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng đang có mặt tham dự hội nghị với những nội dung sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024, ra mắt hội viên mới, thành viên ban lãnh đạo mới, đồng thời mừng sinh nhật hội viên quý 2. Chúc toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể quý vị, Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng đang trong thời kỳ hoạt động đã vượt qua sự định danh mà đang từng bước tạo dựng được những yếu tố và điều kiện để mang tính định tính. Với quan điểm văn hóa vừa là động lực vừa là mục đích thúc đẩy tiến trình phát triển xã hội, hội đã từng tổ chức được nhiều hoạt động lớn với những thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố và xây dựng hội. Tập thể hội cùng nhiều cá nhân hội viên chúng ta đã được đón nhận bằng khen cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban dân thành phố tặng thưởng về thành tích xuất sắc trong hoạt động xây dựng và phát triển hội. Kính thưa toàn thể quý vị, khi doanh nhân đã trở thành một lực lượng, một thành tố, một động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội thì văn hóa doanh nhân là vấn đề hết sức được quan tâm, bởi vì văn hóa là yếu tố hàng đầu của sự phát triển bền vững. Không có văn hóa, nhất quyết không có phát triển bền vững. Trở thành thương hiệu tầm cỡ là khát vọng của mọi doanh nhân ngay từ khi mới dựng nghiệp. Khát vọng này không thể tách rời ý thức sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Điều này sẽ ngày càng trở nên cấp thiết khi các doanh nghiệp muốn vươn tầm thương hiệu ra khỏi biên giới quốc gia và bối cảnh Việt Nam đã gia nhập các hiệp định thương mại quốc tế. Các doanh nhân phải am tường điều này và phải có tinh thần sẵn sàng đón nhận những thuận lợi và những thách thức khi tham gia thực hiện các hiệp định đã được ký kết. Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng nhận thức rất rõ điều này. Hội được thành lập với tôn chỉ mục đích là tổ chức xã hội tự nguyện của các doanh nhân và những người quan tâm đến lĩnh vực văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
nhằm gắn kết, tạo lập một môi trường văn hóa lành mạnh trong giao tiếp, trong các mối quan hệ và trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Người đứng đầu các doanh nghiệp từ đó hình thành ra các hình mẫu con người, doanh nhân có văn hóa để lan tỏa đến toàn bộ đội ngũ doanh nhân và cùng nhau xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy cho sự ổn định và phát triển thương hiệu của doanh nhân, doanh nghiệp và hướng tới sự phát triển bền vững. Văn hóa doanh nhân chính là yếu tố hàng đầu tác động rất lớn và góp phần quyết định tạo nên sự thành công hay thất bại của văn hóa doanh nghiệp. Một doanh nhân có nếp sống phù hợp sẽ góp phần tạo nên một văn hóa doanh nghiệp phù hợp. Ngược lại, nếu doanh nhân, người chủ doanh nghiệp có cách sống, cách hành xử phi văn hóa, cả doanh nghiệp cũng sẽ bị ảnh hưởng và rất khó có hy vọng xây dựng được một văn hóa doanh nghiệp lành mạnh. Có thể nói, không thể xây dựng văn hóa doanh nghiệp khi chưa có một văn hóa doanh nhân lành mạnh, phù hợp với các giá trị của xã hội, đất nước và dân tộc. Xây dựng Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng không phải là trách nhiệm của riêng ai, mà là trách nhiệm của tất cả các hội viên và trước hết là của Ban chấp hành hội. Đặc biệt, tôi muốn nói đến đây, tới dự hội nghị hôm nay, hội chúng ta còn vui mừng được đón tiếp một số doanh nhân khách mời mà lãnh đạo hội rất mong các quý vị sẽ trở thành những hội viên tương lai của Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng. Không có một hoạt động nào dễ dàng, nhưng nếu có sự đồng lòng, cùng tâm huyết, cùng chung sức gánh vác, sẽ không có khó khăn nào không thể vượt qua. Hy vọng rằng doanh nhân Hải Phòng nói riêng và doanh nhân cả nước nói chung không chỉ là những người có tâm, có tầm mà còn là những nhân cách văn hóa. Tôi mong muốn hội viên chúng ta ủng hộ mục đích của hội không gì khác hơn là hãy trở thành những doanh nhân văn hóa. Với những nội dung ý nghĩa trên, tôi tuyên bố khai mạc hội nghị toàn thể hội viên Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng ngày hôm nay. Một lần nữa, xin chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể hội viên hội thêm nhiều sức khỏe, hạnh phúc và đạt được thật nhiều thành công trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn bài phát biểu khai mạc của ông Chủ tịch Hội Văn hóa Doanh nhân thành phố Hải Phòng. Vâng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phó Chủ tịch. Anh Sơn sẽ lên đọc. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc, Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng. Quyết định của Chủ tịch Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng về việc kết nạp hội viên mới. Căn cứ quyết định số 1307 QĐ UB ND ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2023 Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng. Căn cứ đơn xin gia nhập hội của 9 ông bà có danh sách kèm theo. Theo đề nghị của ông Phó Chủ tịch Hội phụ trách công tác phát triển hội viên, quyết định điều 1 kết nạp 10 ông bà có danh sách kèm theo trở thành hội viên chính thức của Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng. Điều 2, các ông bà có tên theo danh sách kèm theo tại điều 1 được nhận giấy chứng nhận hội viên, được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của hội viên theo đúng điều lệ của Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng. Điều 3, các ông bà thành viên thường trực hội, ông chánh văn phòng hội và các ông bà có tên tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Hội Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng, Chủ tịch Kiến trúc sư Nguyễn Xính đã ký tên. Ban tổ chức xin được mời
các hội viên, doanh nhân hội viên mới mà anh Nguyễn Hoài Sơn, Phó Chủ tịch Hội Văn hóa Doanh nhân Tây Hành thành phố Hải Phòng vừa đọc quyết định ạ. Xin mời mời anh chị có tên chúng ta lên sân khấu để nhận chứng nhận hội viên. Và xin được mời kiến trúc sư Nguyễn Xính, Chủ tịch Hội Văn hóa Doanh nhân thành phố Hải Phòng. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ban chấp hành thường vụ mới ra mắt. Xin mời các ông bà có tên ở trong danh sách mà anh Sơn vừa đọc đấy, thì chúng ta cùng sẽ lên trên sân khấu này để ra mắt. Vâng, xin được mời anh Nguyễn Văn Loan, bà Nguyễn Thị Miền, mời anh Lê Thanh Hải, mời bà Nguyễn Khánh Hà. Chúng ta sẽ lên bà Đồng Thị Loan, chúng ta sẽ lên ra mắt hội nghị. Xin trân trọng kính mời. Vâng, xin hội nghị chúng ta cho một tràng pháo tay ạ, để chúc mừng các thường vụ. Anh Hải đâu? Lê Thanh Hải, phần trước. Vâng. Vâng, xin chúng ta cho một tràng pháo tay ạ. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn. Trong ngày hôm nay, đó là chúng ta sẽ mừng sinh nhật hội viên quý 2. Và sau đây tôi xin được trân trọng kính mời các hội viên có tên sau. Chúng ta sẽ bước lên sân khấu để chúc mừng, để nhận những cái lời chúc mừng sinh nhật của ban lãnh đạo hội. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Vâng, xin các anh chị chúng ta cùng cho một tràng pháo tay. Và sau đây chúng tôi xin mời tất cả hội nghị chúng ta cùng lên sân khấu để chụp một bức ảnh kỷ niệm chung cùng cho ngày hôm nay. Một nghề vẫn nói là khô khan, đời doanh nhân chúng tôi là thế, dù đi đâu lên rừng hay xuống bể, dự án trong tay là trăm nỗi lo toan. Có một nghề chạy đua với thời gian, suy nghĩ thâu đêm khơi nguồn mở lối. Có một nghề trầm tư và ít nói, nhưng dâng cho đời niềm vui quá lớn lao. Đời doanh nhân chúng tôi như những con ong dâng mật cho đời, núi cao biển sâu có nơi nào chúng tôi không đến, những công trình vươn ra thế giới, bàn tay doanh nhân góp sự nghiệp chung lớn lên cùng tổ quốc. Hấp lên ước vọng tương lai, cuộc đời doanh nhân là những người đi trước, luôn sẵn sàng cùng Việt Nam thắng